Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay thì trước khi đến với một bộ truyện mới thì mình có đôi lời với anh chị em như sau. Hiện tại hôm qua thì mình mới biết được rằng là cái bộ Ngã Vi Trụ Vương mà mình làm tập 1 xong á thì đã có một kênh và một MC khác đọc trước. Rất tiếc là họ đổi tên cho nên mình không để ý, mình trong cái sự chuẩn bị của mình là mình cũng có tìm hiểu xem là có ai, có người nào đọc rồi hay không. Tuy nhiên là do là tên nó khác cho nên mình không để ý. Chính vì vậy là mình có quyết định rằng là mình sẽ mang nội dung mới tới cho các bạn, các anh chị em. Vì vậy mình quyết định dừng bộ truyện Ngã Vi Trụ Vương, Chi Ngạo Khía Phong Thần lại để gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện tiên hiệp mới rất hay và đặc sắc, có tựa đề là Thương Thiên. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn cho bộ truyện mới này. Cũng như thường lệ thì rất mong anh chị em like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Và nếu yêu quý Đình Duy cũng như là ủng hộ kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống thì có thể donate động viên Đình Duy cũng như là ủng hộ kênh theo số tài khoản được gắn ở phần mô tả. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với cực phẩm tiên hiệp Thương Thiên của tác giả Tử Mộc Vạn Quân. Nguồn truyện tangthuviện.vn. Người dịch LDC. Minh Triều năm 1634, Sùng Trinh hoàng đế trị vì 8 năm, thuế má hà khắc không ngừng, các thiên tai làm hoang hóa khắp các đồng ruộng. Duy có vùng Giang Nam cùng Kinh Đô là nơi phồn vinh cuộc sống chính trị thì có dễ chịu hơn một chút. Trong huyện thành nắng gắt như lửa, thời tiết nóng bức, nên trên đại lộ không có người, thậm chí là một phiến xe thủy mã long. Nhiệt náo phi thường, không chỉ kỳ quái, lúc này chính là lúc lão bách tính phòng hoang trữ lương ra ngoài qua lại hàng hóa. Xuyên qua đám đông đông đúc, ở trà lâu đối diện, bên cạnh thổ địa miếu, một vị thiếu niên 12-13 tuổi, chân bắt chéo ngồi trong cùng. Hắn trên đầu đính một vòng cỏ xanh lục cản ánh nắng mặt trời gay gắt. Trên khuôn mặt ngăm đen non nớt chứa đầy nghị lực. Mái tóc hỗn loạn cột phía sau đầu, toàn thân y phục lộ ra chỗ vá, tinh thần chán nản. Nhưng trong nhãn thần hắn, lộ xuất một khí phách kiên định bất khuất. Thiếu niên đã ngồi đây rất lâu nhằm chống lại cái nóng gay gắt từ mặt trời. Khí chất trầm tĩnh so với đám đông huyên náo hoàn toàn không hòa nhập. Bên cạnh bàn hắn chất vài bó củi cao hơn nửa người, chọn từ khu rừng ngoài thành mang vào. Làm sao một thiếu niên 12-13 tuổi lại có thể gánh nổi bó củi nặng nề như vậy vào thành? Thật khó tưởng tượng. Nhìn đại lộ phồn hoa cùng những người vội vã đi qua, thiếu niên khẽ than thở, dường như ảo tưởng không hợp đối với người cùng tuổi. Mọi người ở gần đây đều biết hắn, thiếu niên tên gọi là Lý Nhạc Phàm, năm nay đã 12 tuổi. Mẫu thân Ninh Thị sinh hạ hắn xong liền qua đời, cho nên số mệnh luôn luôn gắn bó cùng phụ thân Lý Đàm ở Ly Ninh, trấn ngoài thành. Phụ thân Lý Đàm của Lý Nhạc Phàm là tay săn bắn có tiếng ở địa phương này. Để cho Lý Nhạc Phàm học cách tự lập, Lý Đàm tiểu tiện xong dẫn hắn theo vào sơn lâm săn bắn. Cuộc sống gian khổ nhưng yên bình. Trời cao dường như vĩnh viễn đều biến hóa không ngờ. Toàn bộ gian khổ đều vượt qua, con người lại phải tiếp nhận nhiều khó khăn hơn. Năm đó Lý Nhạc Phàm 7 tuổi, đi theo phụ thân lên núi săn bắn. Đi qua nhánh núi nhỏ, đột nhiên chui ra một con thiết đầu xà. Loại rắn này mặc dù cử động chậm chạp nhưng độc tính lại vô cùng nặng. Nếu như bị cắn một cái, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Thiết đầu xà đột nhiên hướng về phía Lý Nhạc Phàm bổ nhào tới. Lý Đàm không kịp xuất thủ, liền dùng chân để đá. Kết quả bị rắn quấn cắn lại vào bàn chân độ ra. Nếu không được Vạn Tiên Sinh cứu giúp, sợ rằng một mạng đã ô hô rồi. Chỉ là từ nay trở đi, chân phải không thể trừ hết bệnh căn, cử động không được linh hoạt như trước, đã làm cho trong nhà lâm vào cảnh khó khăn, trở nên gian khổ hơn nữa. Vì trong nhà cuộc sống trở nên khó khăn, 7 tuổi Lý Nhạc Phàm giấu phụ thân bí mật lên núi săn bắn. Nhưng hắn suy cho cùng vẫn chỉ là một hài tử, có thể làm được việc gì. Sau cùng bất lực trở về. Sau này việc trộm lên núi bị Lý Đàm phát hiện, tức thì bị giáo huấn một trận nghiêm khắc. Lý Nhạc Phàm cũng không oán trời trách người. Vào buổi sáng hắn cố gắng học tập với thời gian rất ít. Dù vậy, hắn vẫn không tính đến việc bỏ cuộc. Trái lại, càng dụng tâm nỗ lực hơn nữa.
Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần vẫn không được thì thử lại cho đến khi thành công mới thôi. Nửa tháng sau, Lý Nhạc Phàm mai phục ở nơi đất hoang một đêm, cuối cùng dễ dàng dùng cái bẫy đơn giản bắt được một con thú săn đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ lại là một con thỏ hoang gầy. Chỉ thế, nhưng cũng đã là thành công đầu tiên của hắn. Hắn vĩnh viễn nhớ mãi. Đang lúc hắn hưng phấn mang vật săn về nhà giao cho phụ thân, thì phụ thân Lý Đảm rơi lệ. Lần này lại không trách mắng hắn, chỉ là ôm hắn siết chặt vào lòng, nói một câu. Làm gì thì phải không ngừng tự cường. Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay to lớn của phụ thân, Lý Nhạc Phàm hiểu ý mỉm cười. Từ hôm đó, Lý Nhạc Phàm đã thực thụ trở thành một thợ săn, dựa vào hai tay của bản thân để chăm sóc thành viên trong gia đình thợ săn này. Vài năm sau, hắn dựa vào trí tuệ cùng nỗ lực của bản thân, cuối cùng đã trở thành một tay thợ săn cao minh. Lúc đó, hắn mới chỉ gần 11 tuổi. Mấy năm gần đây, Bách Tính hoàn toàn phải chịu đựng ngọn lửa chiến tranh xâm hại. Cuộc sống yên ổn tựa hồ trở thành hy vọng xa vời. Do gia cảnh khó khăn, Lý Nhạc Phàm cổ suý suy nghĩ mọi phương pháp để kiếm tiền, chỉ là để sinh tồn. Hôm nay, Lý Nhạc Phàm sáng sớm lại mang bó củi gánh vào trong thành, chuẩn bị bán muộn, sau đó có thể trao đổi lấy ít đồ vật, chuẩn bị tốt cho sau này. Hiện tại thời tiết nóng như vậy, có người nào lại mua những bó củi này? Cho nên những ngày tới, hắn mỗi hôm đều đến đây bán củi. Trước sau vẫn không ai chú ý. Một lúc nữa là nửa ngày lại trôi qua. Lý Nhạc Phàm nhẹ nhàng than thở, tự mình lẩm bẩm nói. Xem ra hôm nay lại không bán được củi rồi. Có lẽ phải về sớm thôi. Đêm nay phải chuẩn bị một chút. Nói xong liền đứng dậy. Lúc này mới phát hiện hắn so với tưởng tượng vẫn còn rất gầy. Lý Nhạc Phàm đập phủi bụi bặm trên thân, nâng bó củi chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên nghe phía sau có người gọi hắn, trong lòng nghi ngờ xoay đầu lại. Tiểu A, củi của ngươi có bán không? Ta muốn mua hết, đang đợi để sử dụng đây. Một vị lão nhân ăn mặc mộc mạc chen chúc vượt qua đoàn người hướng về phía Lý Nhạc Phàm đi tới. Nhìn lão nhân đã tới năm của thiên mệnh, đầu tóc hoa râm, một mặt hòa nhã, thân thể lại cường tráng. Hai ba bước đã xuất hiện cản trước mặt Lý Nhạc Phàm. Nghe nói có người mua củi, Lý Nhạc Phàm tinh thần ngơ ngác, hỏi lại. Lão nhân gia, bốn bó củi tổng cộng 8 tiền, nếu muốn tôi có thể giúp ông mang về. Sau khi nói xong thì lặng nhìn lão nhân. Ách! Lão nhân trong lòng tính toán, phát âm nói. Củi này thực sự cũng không phải rẻ. Nghĩ sơ một chút, tiếp theo nói. Được, người giúp ta đưa đến vườn sau quán trà đối diện. Ta bảo người làm pha trà chở người vậy. Dưới sự dẫn dắt của lão nhân, hai người đi theo con đường nhỏ bên trái trà lâu tiến vào sân sau. Lý Nhạc Phàm theo thói quen nhìn xung quanh. Nơi này không biết lớn bao nhiêu, nhưng toàn bộ vô cùng đơn giản ngăn nắp. Giữa sân có cây đa lớn tươi tốt, ở giữa ánh nắng chiếu rọi phát triển mạnh mẽ sum xê. Lão nhân nhìn Lý Nhạc Phàm vẻ ngoài thận trọng, không nhịn được, cười nói. Lão nhân già ta thích giản dị. Tiểu A, ta thấy người thân thể cốt cách không tệ à? Chắc đã rèn luyện từ bé hả? Hiện tại hài tử giống người chịu cơ khổ như vậy, càng ngày càng ít. Nhẹ nhàng than thở, lão nhân chỉ nhà kho nhỏ bên cạnh miệng giếng nói. Đúng rồi, người mang bó củi vào chỗ nhà kho nhỏ đó nhé. Lý Nhạc Phàm gật đầu, mang củi bỏ vào chỗ phía sau nhà kho nhỏ, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Quay người hướng về phía lão nhân nói. Có thể xong rồi á? Như vậy được rồi. Tiếp theo, lão nhân từ miệng giếng bên cạnh múc bát nước đưa cho Lý Nhạc Phàm nói. Trời nóng như vậy, nghỉ ngơi một chút đi, đến đây uống nước nào. Phụ thân nói không được nhận đồ vật của người khác, nhưng... Lý Nhạc Phàm đang nhìn chén nước, tâm trạng lưỡng lự. Cuối cùng liếm đôi môi khô nứt của bản thân, gật đầu nói. Cảm ơn. Sau khi nói xong, liền tiếp nhận bát nước. Lão nhân thấy hắn lễ phép như vậy, hơi hơi cười nói. Thực ra, ta ở trên trà lâu đã chú ý đến ngươi vài ngày rồi. Cảm thấy ngay là ngươi rất thú vị. Lý Nhạc Phàm nghe nói, nhíu mày, bất an nói. Tôi là đang kiếm tiền.
Lão nhân sững sờ, lập tức nói. Tiểu A đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác. Chỉ là lần đầu gặp được người trẻ tuổi có nghị lực như người vậy, có chút bất ngờ mà thôi. Giọng nói chuyển qua hỏi. Người rất ít vào thành phải không? Lý Nhạc Phàm lắc đầu. Vậy người phải biết, mùa này không dễ bán củi à? Lý Nhạc Phàm gật gật đầu. Vậy ngươi làm sao hàng ngày vẫn đến ngồi nơi này? Lão nhân không hiểu nói. Trong nhà cần tiền. Ây, vậy sao ngươi không tìm việc khác? Tôi chỉ biết đi săn, chè củi. Nói xong liền lặng lặng nhìn bát nước. Lý Nhạc Phàm đương nhiên không hiểu việc này. Những năm cuộc sống gian khổ đã khiến hắn học được cách sống tự lập. Chỉ là từ nhỏ bị người trong làng xa lánh và nhục mạ, trong lòng khó tránh phẫn hận cô độc một ít. Ngoài ra bản thân người thân, hắn cũng không có ai chăm lo, cho nên cũng không nguyện ý giao lưu với người khác. Lão nhân trông thấy tình trạng như vậy, cũng không biết nói gì, vẫn cười hà hà nói. Nhanh uống nước đi, kìa vẫn còn nữa. Nước giếng trong veo, Lý Nhạc Phàm uống một hơi, liền cảm thấy mệt mỏi biến mất, tinh thần sáng suốt. Cầm bát đưa cho lão nhân đồng thời lên tiếng cảm ơn. Uống bát nữa nhá. Nói xong liền hướng về miệng giếng. Không cần nữa lão nhân gia, tôi đã hết khát rồi. Lý Nhạc Phàm vội vàng cản đường, tiếp theo lại nói. Đã không việc gì rồi, vậy tôi nghĩ hiện tại cũng nên về thôi. Lão nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời nóng bức, là nhìn thiếu niên nho nhỏ này, khuyên bảo. Hiện tại là buổi trưa, mặt trời mãnh liệt, không bằng ở đây nghỉ ngơi chút nữa hay về thế nào. Sau khi nói xong, tìm trong tay áo lấy ra 8 cái tiền đồng đưa cho hắn. Không, trong nhà vẫn còn người chờ tôi trở về, cảm ơn hảo ý của ông. Lý Nhạc Phàm lắc đầu, sau khi tiếp nhận đồng tiền xong tỉ mỉ đếm một lượt, sau đó từ bên trong cầm ra một đồng tiền đưa lại cho lão nhân nói. Vừa rồi tôi không chịu được uống nước của ông, chỉ lấy của ông 7 tiền thôi. Lão nhân ngơ ngác cười nói. Bát nước đó là ta tặng ngươi, không tính tiền đâu. Lý Nhạc Phàm cự tuyệt lắc đầu nói. Tôi không nhận đồ vật của người khác, tôi dựa vào đôi tay của tôi kiếm tiền mua bát nước đó, không có gì là sai cả. Nghe được câu trả lời, lão nhân thật không biết nên nói thế nào mới tốt, thuận miệng nói. Nhưng đó chỉ là một bát nước thôi mà. Lý Nhạc Phàm cũng không cần nói nhiều, trực tiếp cầm tiền nhét vào trong tay lão nhân, quay người hướng ra ngoài đi. Lão nhân thấy vậy vội vã gọi. Tiểu A, ngươi chờ chút. Ta muốn nhờ ngươi giúp việc ở đây. Ngươi thấy được không? Giá tiền chúng ta sẽ thương lượng, chắc chắn nhiều hơn so với việc bán củi. Lý Nhạc Phàm dừng bước quay người nói. Cảm ơn hảo ý của lão nhân gia. Tôi chỉ muốn như hiện nay. Sau này, mỗi 3 ngày đưa đến cho ta 4 bó củi. Thế nào? Đương nhiên, giá tiền cũng sẽ như hôm nay. Thực sự muốn vậy hả, lão nhân gia? Ê! Lão nhân gia đang nói, liền đi lên, vỗ mà vai của Lý Nhạc Phàm, mỉm cười nói. Ta là ông chủ của trà lâu này. Hiện tại trà lâu anh nghĩ rất tốt, mỗi ngày đều cần rất nhiều củi. Trước vốn dự định là muốn tìm người ra ngoài thành làm, nhưng lại cảm thấy phiền hà, không nghĩ đến lại gặp được ngươi. Ta cảm thấy ngươi đây là đứa trẻ tốt, định lưu ngươi lại giúp đỡ. Nhưng ngươi lại không bằng lòng, chỉ là xin ngươi giúp chân chạy thôi, ngươi thấy thế nào? Không nghĩ đến lão nhân này ăn mặc mộc mạc mà lại là ông chủ của trà lâu này, đúng là số 1 ở vùng Ninh Thành. Bất quá, Lý Nhạc Phàm cũng không hề có ý nghĩ này, và một mặt tin tưởng hồi đáp. Được, tôi nhất định giao củi đến đúng hạn, lão nhân gia yên tâm. Lão nhân gật đầu cười nói, vậy thì tốt rồi. Thay đổi ý nghĩ, lại nói, ây, ta gọi là Tô Phóng Hào, sau này ngươi hãy gọi ta là Tô Già Già nhé. Nhìn lão nhân nhãn quang chân thành, Lý Nhạc Phàm trong lòng một cơn xúc động, bèn lễ phép. Tô Già Già, con gọi là Lý Nhạc Phàm, về sau người gọi con là Nhạc Phàm hoặc Tiểu Phàm là được rồi. Ở ngoài chữ Huyền Thành có một nhánh của sông Lưu Thủy chảy qua. Mọi người không nhớ rõ là nó có từ bao giờ, nhưng nó đã nuôi sống cả vùng đất và con người nơi đây. Mặc dù lúc này nạn hạn hán đang xảy ra, nó vẫn làm việc đó một cách thầm lặng. Lưu Thủy Thôn là một nơi tọa lạc không xa bờ sông Lưu Thủy. Cả thôn chỉ có 10 hộ gia đình. Dễ thấy nơi đây rất yên tĩnh. Mặc dù con người ở đây sống rất kham khổ, nhưng họ vẫn vượt qua được.
đặc biệt là nạn hạn hán năm nay, nơi này lại an bình hơn những chỗ khác. Khi sinh Nhạc Phàm ra, mẹ hắn đã qua đời. Người dân trong thôn mê tín, nghĩ hắn là kẻ bất thường, nên thường bài xích, thậm chí nhục mạ hắn. Bị đối xử tệ hại như vậy, phụ thân Lý Đàm chỉ có thể mang hắn, lúc ấy còn nhỏ tuổi, ra khỏi làng mà sống trên sườn núi. Chịu ảnh hưởng của người lớn, bọn nhóc trong thôn cũng bài xích hắn, khi nhục hắn. Nhưng sau đó bị Nhạc Phàm giáo huấn 2-3 lần, chúng đối xử tốt hơn. Từ đó mỗi khi đối diện với Nhạc Phàm, bọn nhóc này trong lòng đều cảm thấy sợ sệt. Phía cuối thôn là nơi ở của một đại phu được mọi người gọi là Vạn Tiên Sinh. Vạn Tiên Sinh đã 70-80 tuổi, nguyên trước đây là mệnh quan triều đình. Do bị bọn quan lại trong triều bách hại, mất hết người thân trong gia đình, không còn biết đến chỗ nào. Sau khi lưu lạc tứ xứ, 5 năm trước, ông đã đến Lưu Thủy Thôn và ở lại nơi đây. Lúc đó ông đi ngang qua thôn, thấy Lý Đàm bị thiết đầu xà cắn nên đã cứu giúp một mạng. Cha con Lý Đàm vì báo đáp ơn cứu mạng nên dựng một gian nhà cỏ ở cuối làng cho lão tiên sinh, để Nhạc Phàm thường lui đến chăm sóc và còn nhờ Vạn Tiên Sinh chỉ giáo học tập. Khi Vạn Tiên Sinh ở lại, người trong thôn không muốn thế. Chỉ khi nghe nói Vạn Tiên Sinh có học lại còn biết chữa bệnh, họ mới vui mừng tiếp đón, hơn nữa còn tôn kính như một đại gia. Nên biết là người ở miền quê không tôn kính người có học thức, nhưng nhất định là tôn kính đại phu chữa bệnh. Con người có thể không học thì cũng không sao, nhưng ai cũng có thể mắc bệnh. Do đó, để biểu thị sự tôn kính, mọi người gọi là Vạn Tiên Sinh, còn tên thật thì không ai biết. Vương Sung lớn lên tại thôn, bất học vô thuật, chỉ ham đánh nhau, suốt ngày đi cùng với bọn nhóc ham chơi ở trong thành. Một thời gian không thèm về nhà. Cha mẹ hắn giáo huấn nhiều lần, nhưng thật sự không thể làm gì được, cuối cùng cũng không quản hắn nữa. 14 tuổi, Vương Sung đã có một thân hình cường tráng, luôn bắt nạt kẻ khác, danh tiếng ngày càng nổi, trở thành lão đại của bọn trẻ, cũng nổi danh là tiểu hỗn hỗn ở chữ Huyền Thành. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Một hôm Vương Sung đi cùng 4 đứa nhóc về thôn sau khi bắt nạt một đứa bé, chợt gặp Nhạc Phàm đang trên đường đến thăm Vạn Tiên Sinh. Nếu là lúc bình thường hoặc đối với người khác, Nhạc Phàm đã không để mắt đến. Điều này cũng không ảnh hưởng đến hắn, vì trong lòng hắn chỉ có người thân trong gia đình mới là quan trọng nhất. Nhưng lần này thì khác. Nhạc Phàm đi qua được vài bước thì chợt nhìn xa xa, đột nhiên phẫn nộ. Bởi vì bị bắt nạt chỉ là một tiểu nữ hài cỡ 6-7 tuổi. Hơn nữa, tiểu nữ này chính là tôn nữ của Vạn Tiên Sinh, cũng là bằng hữu duy nhất của hắn. Nhạc Phàm tiến nhanh về phía trước. Tiểu nữ hài đích xác là bạn hắn. Hắn nhanh chóng chạy ngược lại. Chỉ nghe bình, 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 bình. 5 tiếng động, 5 đứa nhỏ đã nằm dưới đất. Không để ý đến bọn nhóc, hắn quay về tiểu nữ hài quan tâm hỏi. Tiểu Nhã, không sao chứ? Tiểu nữ hài tên là Vạn Nhã, được Vạn Tiên Sinh phát hiện khi rửa cây thuốc dưới sông Lưu Thủy. Lúc đó nó đang trôi nổi trên mặt nước, toàn thân ướt đẫm. Sau khi Vạn Tiên Sinh cứu tỉnh, mới phát hiện tiểu nữ này bị câm và còn không nhớ sự gì. Vạn Tiên Sinh thương cảm, hơn nữa cũng không còn người thân, nên lưu đứa nhỏ lại, nhận nó là tôn nữ và đặt tên là Vạn Nhã. Năm đó Tiểu Nhã được 5 tuổi. Tiểu Nhã được Nhạc Phàm đỡ đứng dậy, lắc đầu, vì không nói được, đưa tay làm hiệu rằng muội không sao, cho bọn chúng đi đi. Những cử chỉ như vậy chỉ có người thân của Vạn Nhã mới có thể hiểu được. Nhạc Phàm gật đầu, quay người lại, lạnh lùng nói với 5 đứa nhóc đang nằm dưới đất. Không có lần sau nữa, biến. Nói tuy không nhiều, nhưng cũng làm 5 đứa kia cảm thấy run sợ. Nhưng Vương Sung là lão đại của bọn chúng, không cam tâm khuất phục, nên nhảy dựng lên, chỉ vào Nhạc Phàm quát. Lý Nhạc Phàm, lão tử tuy không đánh lại ngươi, nhưng ta không sợ ngươi. Tiểu gia về thành bái sư học một thời gian. Khi lão tử học xong, quay về đánh bại ngươi, tuyệt là không có khả năng. Rồi quay qua chỉ Tiểu Nhã mà nói. Ngươi nghe này, Tiểu Ách Ba, nghĩa là con nhóc cầm. Bọn ngươi đợi lão tử đó, lão tử sẽ quay về tính sổ với bọn ngươi. Chúng ta đi. Nói xong quay người bỏ đi. Bọn nhóc kia thì không dám như thế, chỉ nói vài câu nhẹ nhàng rồi chạy mất. Mặc dù nghe những lời đó, nhưng Nhạc Phàm nghĩ bọn chúng cũng chẳng có ý gì, nên không thèm đáp lại. Kỳ thật Nhạc Phàm mới chỉ 11 tuổi, nhưng từ nhỏ đã độc lập kiên cường, nên biến hắn trở nên như người lớn. Cách nhìn của hắn cũng khác với mọi người, do đó hắn không xem mình như một đứa nhỏ. Điều này quả thật là bất hạnh.
tà dương chiếu xuống sườn núi ngoài tiểu thôn. Nhìn xa thật là hài hòa mỹ lệ, nhưng căn nhà nhỏ trên sườn núi lại trông thật cô độc trong ánh hoàng hôn. Sau khi về nhà, Nhạc Phàm bỏ bao lớn bao nhỏ các vật dụng mang từ trong thành về. Trong lòng cảm thấy vui mừng, bất giác mỉm cười. Hắn quay đầu nhìn trời, rồi lẩm bẩm: "Cha lên núi hái thuốc, chắc cũng phải một lúc nữa mới về. Ta cứ chuẩn bị trước vậy." Nói xong, hắn đi vào phòng bên trong. Căn phòng nhỏ bên trong nhìn qua thập phần đơn giản, thậm chí đơn giản đến mức có thể nói là sơ sài. Ngoài một cái giường lớn và hai cái mền rách ra, thì chỉ có vài dụng cụ săn bắn bình thường. Ngồi trên giường, Nhạc Phàm vót tên, đột nhiên nghe có tiếng chân quen thuộc bên ngoài, biết rằng phụ thân đã về, vội bỏ đồ nghề xuống, đi ra ngoài đón. "Cha!" Nhạc Phàm đứng bên cửa vui vẻ gọi. "À, Tiểu Phàm về rồi, hôm nay về sớm thế à?" Một âm thanh khàn khàn ở bên ngoài đáp lại. Tiếng nói vừa dứt, một thân hình gầy gò bước vào. Nhìn vẻ mặt là một trung niên nam tử. Sau khi bỏ giỏ thuốc xuống, ông bước đến trước mặt Nhạc Phàm, vỗ nhẹ lên vai hắn, cười nói: "Con phải đi săn tối nay, để ta đi nấu bữa tối, con cứ chuẩn bị tiếp đi." Người này chính là Lý Đàm, phụ thân của Nhạc Phàm. Khuôn mặt xanh xao biểu hiện của bệnh tật. Hai mắt hơi đục nhưng ánh lên vẻ sắc bén, biểu thị trước đây là một gã thợ săn tài giỏi. Đáng tiếc, bây giờ... Bộ y phục trên người đầy những mảnh vá, hai tay đầy vết chai, nhìn có vẻ to lớn và mạnh mẽ. Nhưng dư độc của nọc rắn vẫn còn ảnh hưởng đến Lý Đàm, khiến thân hình khôi ngô của ông ngày càng hốc hác, gầy gò. Sau nhiều lần chữa trị mà vẫn không dứt, nên giờ chỉ theo phương pháp của Vạn Tiên Sinh. Mỗi ngày ông lên núi lấy long xà thảo dược để tạm ngăn dư độc. Nhạc Phàm nói: "Ha, chuẩn bị nhanh thôi mà." Nhạc Phàm đến gần bàn cao hứng nói: "Cha, đây là con bán củi trong thành mua được, cũng đủ dùng trong một thời gian. Hơn nữa lão bản của trà lâu đó nói còn cứ 3 ngày mang củi đến cho ông ấy, còn nghĩ cuộc sống sau này của chúng ta cũng tạm ổn." Vừa nói, hắn vừa đặt túi gạo lên tay cha. Lý Đàm cầm lấy túi gạo, cười khổ nói: "Hài tử, thật khổ cho con. Nhưng con thật sự không làm ta thất vọng. Ta nghĩ mẹ con ở trên trời cũng thấy tự hào về con." Vừa nói, ông vừa nhìn cảnh mặt trời đang lặn ngoài cửa sổ, rồi im lặng một lúc. Trong phòng chợt yên lặng, không một tiếng nói. Để phá bỏ không khí trầm mặc, Nhạc Phàm cười nói: "Cha, mẹ cũng biết nỗ lực của con mà." Lý Đàm bình tĩnh, tự cười nói: "Không nghĩ đến tuổi này mà còn thương cảm như thế. Ta đi chuẩn bị cầm nước vậy." Nói xong vỗ vai Nhạc Phàm rồi đi ra bên ngoài. Nhìn sau lưng phụ thân, Nhạc Phàm chợt thấy trong lòng không thoải mái, tự nhủ rằng: "Kỳ thật ta biết tâm tình của cha, nhưng chúng ta phải sống cho hiện tại chứ." Nhạc Phàm đi vào bên trong chuẩn bị đồ đạc. Sau khi ăn xong, trời cũng đã tối. Màu đỏ trên trời đã biến mất, mặt trăng bắt đầu ló dạng. Nhạc Phàm đã chuẩn bị cung tên với dây thừng hướng về phía tây Hồng Diệp Lâm mà đi. Trong chốc lát đã không thấy thân ảnh, quả thật tốc độ rất nhanh, phảng phất như một con báo săn mồi đang lẩn khuất trong rừng. Hồng Diệp Lâm có rất nhiều độc xà mãnh thú, do đó người gần đây không dám tùy tiện đi qua. Chỉ có vài thợ săn dám hoạt động ở ven rừng. Khí trời rất khô ráo, làm cho Hồng Diệp Lâm khá oi bức. Sau khi vào rừng, Nhạc Phàm bắt đầu dùng công cụ để bố trí các loại cạm bẫy. Chưa đến một khắc, phành hãm, cước đạp, sáo tác, ám thứ và nhiều liên hoàn sáo, tất cả gồm 20 loại bẫy khác nhau được đặt xung quanh mảnh rừng. Quả đúng là sát cơ tứ phía. Những thứ này Nhạc Phàm đã chuẩn bị từ mấy ngày trước. Hôm nay hắn đặt bẫy ở góc rừng này để săn một dã thú cực kỳ hung mãnh, thiết bối hắc hùng. Thiết bối hắc hùng cực kỳ to lớn, không kể đến lực lượng sát thương cường đại mà hơn nữa tốc độ rất nhanh. Trong các loại gấu thì nó là loại hung hãn nhất. Lý Đàm từng săn loại hắc hùng này. Lúc đó tình huống nguy hiểm vạn phần, chỉ một chút là trở thành món ăn trong miệng của nó. Tuy nhiên cuối cùng ông cũng thắng lợi, nhưng phải trả giá đắt, toàn thân trọng thương. Sau được thê tử chăm sóc, nằm liệt giường hơn nửa tháng mới khôi phục lại được. Khi Nhạc Phàm nghe phụ thân nói đến tình huống này, hắn cũng lo lắng, nhưng cũng có chút kích động và hưng phấn. Săn thiết bối tiểu hùng là tiêu chí để trở thành một thợ săn ưu tú. Nhạc Phàm khi 11 tuổi đã hạ mục tiêu,
Chỉ là lúc ấy Lý Đàm không đồng ý, nghĩ rằng hắn vẫn chưa đủ lớn, mọi phương diện đều còn khiếm khuyết. Sau khi tranh luận, cuối cùng Lý Đàm cũng để Nhạc Phàm thực hiện một lần, xem hắn có thể săn được hắc hùng không. Lúc này kỹ thuật săn thú của Nhạc Phàm đã siêu việt hơn Lý Đàm lúc còn tráng niên, đặc biệt là hắn lĩnh ngộ và vận dụng được kỹ thuật đặt bẫy, có thể xem là hoàn mỹ, nên phụ thân mới đồng ý. Mặc dù Lý Đàm có nhiều kinh nghiệm săn hắc hùng, nhưng ông không chuẩn bị trước cho Nhạc Phàm, vì ông nghĩ đây cũng là một kiểu luyện tập. Mặc dù đây là lần đầu chiến đấu với dã thú cực kỳ hung mãnh này, nhưng Nhạc Phàm không lo lắng, chỉ có hưng phấn đối mặt với khó khăn mà thôi. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, Nhạc Phàm lấy máu cáo tưới xung quanh bẫy, vì máu cáo có sự hấp dẫn phi thường đối với hắc hùng. Nhạc Phàm nấp trên cây gần cái bẫy, che thân bằng lá cây, mắt bắt đầu quan sát tình hình bên dưới. Quả nhiên không phải đợi lâu, hắc hùng ngửi thấy mùi máu cáo liền mò đến. Nó đánh giá tình hình xung quanh, thấy không có gì nguy hiểm, rồi dùng mũi đánh hơi lần nữa. Không thấy mùi nào khác lạ ở xung quanh, nên yên tâm tiến đến phần thịt trước mắt, bắt đầu đánh chén. Nhạc Phàm thấy hắc hùng thoải mái ăn, nên tập trung mục quang cao độ, chuẩn bị hành động. Đột nhiên cơ nhục toàn thân căng lên, nâng đại cung trong tay, thuần thục đặt hai mũi tên gỗ lên, dùng sức kéo mạnh, rồi không cần nhắm chuẩn mà buông tay. Chỉ thấy dưới ánh trăng, hai bóng tên đen phóng cực nhanh hướng đến hắc hùng. Hắc hùng đang thưởng thức món ngon, đột nhiên phát sinh cảnh giác. Bản năng muốn lùi lại sau lưng, nhưng đã không còn đủ thời gian để thực hiện. Hai mũi tên đâm thẳng sâu vào hai mắt của nó, tốc độ nhanh, lực đạo mạnh, động tác thành thục, tính toán chính xác. Tất cả chỉ trong nháy mắt, ngay cả cao thủ võ lâm nếu ở đây cũng phải thấy sợ hãi đối với mũi tên đó. Tiếng thú gầm lên làm kinh động cả một góc rừng, khiến cho khu rừng âm thầm nay càng trở nên khủng bố. Nỗi đau đớn kịch liệt làm hắc hùng không tiếc sức đập phá. Cánh tay to lớn phá nát hết cây này đến cây khác. Như vậy lại dẫn động bẫy liên hoàn của Nhạc Phàm đã bố trí, làm cho vết thương càng trở nên đau đớn. Để bảo toàn bộ da một cách hoàn chỉnh, Nhạc Phàm tịnh không sử dụng vũ khí sắc bén để làm bẫy. Do đó phải vùng vẫy đến gần hai thời thần, hắc hùng mới tận lực nằm xuống. Nhìn trên mặt đất thấy đầy cành lá bị dẫm đạp lẫn lộn, với cơ quan cạm bẫy bị phá hủy, Nhạc Phàm không kìm được cảm thán trong lòng. Hắc hùng này quả thật mạnh mẽ và ngoan cường. Mặc dù vậy, hắn vẫn nhanh nhẹn trượt từ trên cây xuống, cầm liệp cụ cẩn thận tiến đến hắc hùng, lúc này đang mệt nhoài. Khi Nhạc Phàm đến gần bên hắc hùng, nó chợt vùng dậy, dụng lực tấn công lại. Thân hình của nó với Nhạc Phàm quả thật là không cân xứng, nó phải cao gấp đôi, che phủ hết cả người hắn. Năm đó khi hắc hùng trước khi chết tấn công như vậy, Lý Đàm đã bị trọng thương. Lần này thì khác, Nhạc Phàm trong lòng kinh hãi nhưng không loạn. Để trở thành một thợ săn thành công, bình tĩnh phản ứng trước nguy hiểm là điều tối quan trọng. Nhạc Phàm trong sát na đã quyết định không lùi mà tiến. Thân hình như mèo vọt lên phía trước, xoay một bước, lướt qua bên phải cú đánh của hắc hùng, thoát khỏi công kích nguy hiểm của nó. Nhưng tất cả không chỉ có vậy. Nhạc Phàm ngay sau khi thoát khỏi công kích, chân phải dậm mạnh xuống đất, quay người lại, đối diện với hắc hùng. Lúc này hắc hùng đã dùng hết lực đánh, vô pháp tấn công lần nữa, để Nhạc Phàm tập trung lực lượng toàn thân vào tay phải, nương theo tốc độ xoay, đấm thật chính xác vào cổ họng của hắc hùng. Rắc, một âm thanh sắc gọn vang lên, giữa đêm tối yên tĩnh lại đặc biệt vang vọng. Dưới ánh trăng, hai thân hình một lớn một nhỏ nhập lại rồi từ từ tách ra. Chỉ thấy thân hình to lớn đó đổ ầm xuống mặt đất. Bình một tiếng, một đám bụi bốc lên, hắc hùng nằm yên không nhúc nhích. Sau đó khu rừng khôi phục lại tình trạng tĩnh lặng như cũ. Kéo chiến lợi phẩm to lớn về nhà, Nhạc Phàm mặc dù không bị thương nhưng toàn thân cũng như tinh thần mệt mỏi dị thường. Do đó không nói tiếng nào mà chỉ thở mệt nhọc. Hắn để thi thể hắc hùng cho phụ thân xử lý, sau đó đi thẳng vào trong phòng. Lý Đàm đứng kinh thán tại đó nhưng trong lòng đang vui mừng tự nhủ. Tiểu tử này không thụ thương, quả thật là có triển vọng mà. Sau khi về phòng, Nhạc Phàm không nằm nghỉ mà ngồi xuống giường, nhắm mắt bình tĩnh điều tức. Phương pháp điều tức này 5 năm trước, Nhạc Phàm được Vạn Tiên Sinh truyền cho, gọi là Y Kinh. Trong Y Kinh ghi lại rất nhiều cách thức dưỡng sinh. Nếu trường kỳ luyện tập có thể làm cho thân thể khỏe mạnh, tránh được bệnh tật, mau chóng phục hồi thể lực. Nhạc Phàm căn cứ vào trạng thái của bản thân, được Vạn Tiên Sinh hướng dẫn kết hợp một số phương pháp dưỡng sinh, lại thành phương pháp thổ nạp.
Nhạc Phàm cũng thấy trong y kinh có một đoạn khẩu quyết ngưng thần tĩnh khí, trong chốc lát có thể bảo trì ý nghĩ thanh tịnh. Việc này đối với người bình thường có tác dụng không lớn, nhưng đối với thợ săn như hắn, quả thực là cực kỳ quan trọng. Vì vậy Nhạc Phàm hợp đoạn khẩu quyết này với phương pháp thổ nạp, một phần thổ nạp, một phần mặc niệm, gọi là dưỡng tâm kinh. Năm 9 tuổi, Nhạc Phàm một mình vào Hồng Diệp Lâm săn thú. Do kinh nghiệm chưa nhiều nên làm kinh động đến bầy sói. Và tình huống nguy hiểm vạn phần đó, hắn theo đúng phương pháp thổ nạp của dưỡng tâm kinh, nhanh chóng phục hồi thể lực, chạy liên tục trong một thời gian dài mới thoát khỏi sự truy đuổi của đàn sói. Có thể thấy, dưỡng tâm kinh đích xác là phi đồng nhất bản, nghĩa là không phải tầm thường. Bản dưỡng tâm kinh này không quá dài, chỉ có 3 đoạn, nhưng bao hàm những lý giải và phân tích về sinh mệnh con người. Nó chẳng những có thể làm cho thân thể khỏe mạnh, ngưng thần, tĩnh khí. Hơn nữa, Nhạc Phàm mấy năm nay cảm giác khí lực của mình càng lúc càng mạnh, ngay cả phản ứng cũng càng ngày càng nhạy cảm. Cho nên đến giờ luôn kiên trì không ngừng tập luyện dưỡng tâm kinh. Nó trở thành thói quen của hắn, cũng có thể nói là một phần trong cuộc sống của hắn. Nhạc Phàm ngồi trên giường, cảm thụ không gian xung quanh, trong lòng niệm dưỡng tâm kinh, hít thở với tần suất cực thấp. Hắn cũng không biết đã hô hấp được bao lâu, đến khi mở mắt ra chậm chậm nhìn xung quanh, cảm thấy trạng thái toàn thân, từ đầu xuống chân, mỗi phần cơ thể đều cực kỳ sung mãn thư thái. Nhạc Phàm đứng dậy, đi ra ngoài cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc này đã dần sáng. Cảm thấy ngày mới sắp đến, trong lòng tràn đầy hy vọng, ánh mắt phảng phất sự sung mãn. Ở phòng ngoài, cha hắn cũng vừa chuẩn bị xong bữa sáng, đang ngồi dưới đất đan lưới. Tiểu Phàm, hôm qua làm tốt lắm, con mạnh hơn cả ta trước đây. Thấy Nhạc Phàm đi ra, phụ thân cười lớn khen hắn. Nhạc Phàm lắc đầu nói, cha, nếu chân cha không bị thương, con nghĩ cha cũng làm tốt như con thôi. Chỉ là do năm đó con... Đang muốn nói lại chuyện cũ, hắn bị phụ thân gạt đi. Lý Đàm cảm thán nói, không muốn nói lại nữa, ta không hối hận đâu. Con là niềm hy vọng của ta và mẹ con. Hơn nữa con chưa từng làm ta thất vọng. Ta nghĩ mẹ con cũng như vậy. Ông ngẩng đầu lên nhìn trời rồi nói, trời không còn sớm nữa, đi làm việc thôi. Lần tới vào thành bán tấm da gấu này, tấm da hoàn hảo này sẽ được giá đấy. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, phải rồi, còn chuyện này, còn chia phần lương thực hôm qua làm hai, với cả khối thịt gấu này nữa, mang cho Vạn tiên sinh. Nói xong quay ra đàn lưới tiếp. Rời nhà đi đến một mảng rừng nhỏ, Nhạc Phàm cởi bỏ áo mặc, cẩn thận để sang bên cạnh, rồi bước đến trước một cây đại thụ to bằng 3 người ôm. Khác với vẻ ngoài gầy gò, thân trên Nhạc Phàm biểu lộ nhiều cơ nhục ngăm đen săn chắc, làm cho người ta có cảm giác sung mãn, tràn đầy khí lực. Hắn từ từ nhắm hai mắt để cảm thụ mọi thứ xung quanh, rồi hít một hơi thật sâu. Bắt đầu thôi. Nói vừa dứt, chỉ thấy Nhạc Phàm giơ tay, lấy khảm xài đao, nghĩa là dao chặt củi, ở sau lưng, hướng tới cây đại thụ mà chặt tới. Tốc độ lúc ban đầu còn khá chậm, có thể thấy rõ hình dạng của xài đao. Khảm xài đao này tuy không to lắm, nhưng chuôi cầm lại lớn hơn bình thường, nhìn qua là thấy rất nặng. Đao dài gần bằng cánh tay, sống đao dày, chuôi đao dễ cầm, bọc vải bố bên ngoài. Mũi đao nhìn cũng bình thường, hiển nhiên đây là thứ dùng để chặt củi, nhưng là loại lớn. Chuôi đao ngoài việc hơi lớn còn nhìn thì rất bình thường, không có gì là quá đặc biệt. Bất quá chỉ có điều dã thú chết vì nó cũng nhiều. Có thể thấy lực sát thương của nó thật không thua kém gì các vũ khí lợi hại khác. 2 năm trước, thường có một lão hổ ẩn nấp ở Hồng Diệp Tâm, cũng không biết là nó đến từ đâu, lại hung hãn vô cùng, các dã thú khác cũng không dám thu thập nó. Một hôm lão hổ đang kiếm thức ăn trong rừng, không cẩn thận dính vào bẫy của Nhạc Phàm. Tai nạn này làm lão hổ hỏa nộ trùng thiên, không ngừng gầm giống, nhưng nó không chịu chết dễ dàng, cứ nhắm tới chỗ đám cỏ Nhạc Phàm tiềm phục mà phóng tới. Bất đắc dĩ hắn phải đề đao tiến lên. Sau một lúc chiến đấu, Nhạc Phàm đã bị cào trúng nhiều chỗ, còn lão hổ dính bẫy cũng trở nên mệt nhoài. Chiến đấu một hồi nữa, Nhạc Phàm nhanh chóng không trụ nổi. Khi động tác của Nhạc Phàm bắt đầu chậm chạp, lão hổ dũng mãnh phóng nhào tới hắn. Trong tình huống thập phần nguy hiểm đó, Nhạc Phàm không dám nghĩ nhiều, ý thức cầu sanh mạnh mẽ, lập tức dùng lực chém mạnh một đao. Tuy đánh sau mà đến trước, xuất hiện ngay trước mặt lão hổ. Phà! Nhạc Phàm hét lên. Chỉ một phát,
lão hổ bị xài đao chém thành hai mảnh, máu tươi phun đầy mặt đất. Bởi vậy mới thấy và không thể không nói rằng, thiên hạ không có binh khí tồi, chỉ có kẻ dùng binh khí mới không xứng. Trong góc rừng, Nhạc Phàm không ngừng múa xài đao, động tác thập phần đơn giản, lại còn rất chậm, nhưng thực tế trầm ổn, chuẩn xác. Mỗi đao chém xuống đều dừng ở vị trí giống lần trước. Chỉ có vài chiêu đơn giản, nhưng muốn cầm đao nặng vài chục cân, di chuyển lên xuống, múa đao qua lại, không có công lực, căn bản không thể làm được. Nửa thời tần trôi qua, Nhạc Phàm múa đao bắt đầu nhanh hơn. Vụn gỗ cây bay tới đầy trời, làm cho không gian xung quanh trở nên mờ ảo. Những đám gỗ vụn đó không ảnh hưởng đến động tác của Nhạc Phàm. Hắn nhắm hai mắt để bản thân rơi vào không minh trạng thái, hoàn toàn bằng cảm giác mà chi phối vận động của bản thân. Tốc độ của đao càng ngày càng nhanh hơn, thân hình phối hợp với hai tay vận động không ngừng. Xài đao chuyển động mờ ảo trong hàng vạn mảnh vụn gỗ. Không minh chi cảnh là một trạng thái tư tưởng của con người. Các trạng thái có thể chia ra thành nhiều cấp từ thấp đến cao. Tĩnh tâm, vô niệm chi cảnh, không minh chi cảnh, thiên nhân hợp nhất. Và cuối cùng là thiên đạo chi cảnh trong truyền thuyết. Người luyện võ bình thường đều bị vướng ở tĩnh tâm và vô niệm. Muốn tiến nhập không minh chi cảnh cũng khó khăn phi thường. Không chỉ cần tĩnh tâm và chuyên chú, mà còn cần bảo trì trạng thái tâm lý vô dục vô cầu. Nhưng trong giang hồ, chỉ có vài người là chân chính đạt được vô dục vô cầu. Tuy nhiên trong giang hồ, đại bộ phận võ lâm cao thủ khi tu luyện đều có thể tiến nhập không minh chi cảnh. Bởi vì tư tưởng của họ cũng đã đạt đến trạng thái thông suốt. Cho dù tâm có tạp niệm cũng có thể khống chế. Đặc biệt những người xuất gia càng dễ dàng làm được. Nhưng tiến nhập không minh chi cảnh tình không đại biểu cho việc có võ công lợi hại. Chỉ có thể nói người đó có tư tưởng đạt được cảnh giới cao. Đối với việc lĩnh ngộ võ công thì tốt hơn người khác. Kết quả tu luyện có thể đạt gấp đôi bình thường. Tuy nhiên, võ lâm cao thủ bình thường luyện công muốn tiến nhập không minh chi cảnh thì phải tĩnh tọa. Nếu không rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có một vài công pháp đặc thù thì khác. Nhìn Nhạc Phàm múa đao không nghỉ, nhưng cũng có thể tiến nhập không minh chi cảnh. Nếu bị người khác nhìn thấy nhất định phải giật mình, vì việc này rất cần chuyên chú dụng tâm. Nếu trong võ lâm có người biết hắn mỗi lần tập luyện đều như vậy, bất chợt xuất hiện có thể khiến hắn tâm khí bất thuận, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Kỳ thật Nhạc Phàm lúc trước khi chặt củi để tiết kiệm lực đã phát hiện ra phương pháp, rồi không ngừng cải thiện mà lĩnh ngộ ra loại đao pháp đơn giản này. Nếu nghiêm túc mà nói, đây cũng không phải là một loại đao pháp, bởi vì chỉ có khảm, phách, chuyển, giá, đạn, nghĩa là chặt, bổ, xoay, đỡ và đánh. Năm động tác đơn giản, phối hợp với thân thể, không ngừng luyện tập mà thành. Sau khi luyện tập đao pháp thuần thục, Nhạc Phàm nhờ phụ thân giúp đỡ, vào tiệm rèn trong thành, đặt chế tạo một chiếc khảm xài đao có hình dạng đặc thù. Toàn bộ dùng gang mà chế thành, nặng chừng 60 cân. Người thường nâng lên cũng đã khó, đừng nói đến việc tùy ý xoay chuyển. Bầu trời ngày càng sáng hơn, Nhạc Phàm đã chặt xong cây đại thụ, nhanh chóng chặt thành từng đoạn nhỏ để dễ vận chuyển. Sau khi Nhạc Phàm ngừng tay, đám bụi vụn gỗ cũng lắng xuống, góc rừng trở lại tình trạng như cũ. Lúc này đã thấy rõ thân hình gầy gò của Nhạc Phàm. Lấy áo lau mồ hôi trên người, Nhạc Phàm ngẩng đầu nhìn trời thầm nói. Mặt trời lên nhanh quá. Cũng gần đến giờ về rồi, nên về thôi. Nhạc Phàm thu hết đống củi, cột lại rồi vác lên vai. Đống củi nặng không làm giảm tốc độ của hắn, chỉ thấy mỗi bước lại trầm ổn hơn bình thường. Lưu Thủy Thôn. Bên ngoài căn nhà cỏ ở cuối thôn, hai ông cháu Vạn Tiên Sinh và Vạn Nhã dậy từ sớm. Một người đang chăm sóc luống cây thuốc, một người bên cạnh đang gom hái lá thuốc treo lên phơi nắng. Mặt trời buổi sớm chiếu sáng khắp nơi. Từng làn khói bếp bay lên từ thôn trang tạo cảm giác thật an nhàn và yên tĩnh. Đó là sự yên tĩnh sâu xa và hơi mang vẻ u nhã. Nhạc Phàm đi trên con đường của tiểu thôn, mang theo bao lớn, bao nhỏ, lâu lâu lại nhìn khung cảnh xung quanh mà có cảm giác ấm lòng, bất giác nở một nụ cười. Đang làm, Tiểu Nhã quay người thấy Nhạc Phàm ở phía xa, liền bỏ cái bình trên tay xuống, chạy đến chỗ ra ra. Kéo tay áo người chỉ về phía Nhạc Phàm ở xa, rồi kéo ông đi về phía hắn. À, Tiểu Phàm, hôm nay lại đến đây sao? Không phải đến thăm lão đầu tử này chứ? Vạn Tiên Sinh tóc bạc trắng, râu dài, khuôn mặt hồng hào, mặc y phục trắng toát. Do có luyện tập dưỡng sinh, nên đến tuổi này mà tinh thần vẫn sáng suốt, nhìn xa giống như là người cõi thần tiên. Dạ, thấy tinh thần Vạn gia gia như vậy, con thật yên tâm.
Nhạc Phàm cười tiến về phía ông. Nhạc Phàm vỗ vỗ vào mấy thứ mang trên người rồi nói: "Hôm qua con cũng thu hoạch tốt, mang đến cho Gia Gia vài thứ." "Vậy thì ta không khách khí." Nói xong, Vạn Tiên Sinh kéo Tiểu Nhã với Nhạc Phàm vào trong nhà. Bỏ mấy thứ mang theo xuống, Nhạc Phàm hỏi Vạn Tiên Sinh: "Vạn Gia Gia, bệnh của Tiểu Nhã..." Mặc đã hỏi nhiều lần nhưng vẫn không có tin tốt lành nào, nên Nhạc Phàm cảm thấy do dự. Vạn Tiên Sinh thở dài, lắc đầu, xoa nhẹ đầu Tiểu Nhã. Tiểu Nhã đương nhiên biết họ lo lắng nên đứng dậy, đưa tay làm hiệu ý nói rằng: "Con hiện tại vẫn tốt, có hai người yêu thương, mặc dù con không nói được cũng chẳng sao." "Già già với Tiểu Phàm đương nhiên là yêu quý Nhã Nhi mà." Tiếng cười to xóa đi nỗi phiền muộn trong căn phòng. Vạn Tiên Sinh nói tiếp: "Tiểu Phàm, khi con vào thành thì đưa Tiểu Nhã theo, cho nó ra ngoài để thư giãn." Nhạc Phàm nhíu mày hơi do dự nhưng cũng gật đầu: "Được, con cũng cần vào thành một chuyến, Tiểu Nhã có thể đi theo con, con sẽ lo cho Tiểu Nhã được an toàn." Vạn Tiên Sinh nhẹ vuốt râu, mỉm cười gật đầu. Vì ông biết Nhạc Phàm hứa điều gì đều làm tốt nên không lo lắng gì cả. Mùa hè nóng nực, chữ Huyền Thành vẫn nhiệt náo phi thường. Mọi nơi đều có người đi lại, có thể nhìn thấy các loại thương phẩm bày bán khắp nơi. Một thiếu niên vác trên vai khối da gấu to lớn đi trên đại nhai, theo sau là một tiểu cô nương 7-8 tuổi, khiến cho người trên phố phải chú ý. Đó chính là Nhạc Phàm và Tiểu Nhã. Nhạc Phàm sau khi về nhà lấy bộ da gấu rồi cõng Tiểu Nhã theo. Đến trước cổng thành mới để Tiểu Nhã xuống đi sát theo mình. Kỳ Dị Trai là chân bảo điếm lớn nhất chỗ Huyền Thành, nằm ngay giữa thành. Mỗi lần Nhạc Phàm săn thú đều lấy ra đến bán ở nơi này. "Tiễn trưởng quầy, đây là da hắc hùng, toàn bộ tấm da đều nguyên vẹn, ngài cho giá." Nhạc Phàm nói nhạt. Tiễn trưởng quầy mập mạp phì nhiêu, có hai vành ria nhỏ, thần tình ngạo mạn như thể người khác vay nợ hắn vậy. Hắn âm trầm nói: "Để xem." Rồi vỗ vỗ bộ da, hai mắt lướt lên xuống, không ngừng dao động, xem xét thật kỹ cả bên trong lẫn bên ngoài. Trong mắt thấp thoáng một tia vui mừng. Sau một hồi, tiễn trưởng quầy thấy mình quá thất thố, liền vội thu hồi tâm trạng, hò nhẹ hai tiếng rồi nói: "Phàm tiểu huynh đệ, tấm da gấu này tuyệt đối là chân phẩm. Nhưng người biết đó, lúc này đang là thiên tai. Do đó..." "Cái này..." Tiễn trưởng quầy không ngừng xoa hai tay, nhìn Nhạc Phàm cười ẩn ý. Hơi nhíu mày, Nhạc Phàm nói nhạt: "Ông muốn nói hiện tại tấm da gấu này không có giá chứ gì?" Tiễn trưởng quầy cười dài nói: "Đúng như Phàm tiểu huynh đệ nói, tấm da gấu này không ăn được, lông quá dày, cũng không thể đâm lỗ được, nên lúc này không được giá." Trước đây, khi đến đây bán da thú, Nhạc Phàm luôn bị ép. Giá cao nhất chỉ là vài lạng bạc. Bình thường da hổ và da sói hoàn chỉnh ít nhất cũng có giá 1.000 lạng bạc, da cáo 2.000 lạng bạc. Điều này Nhạc Phàm đương nhiên biết, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, cần tiền để mua thức ăn nên đã nhẫn nhịn. Nhưng hiện tại không như trước, kỹ thuật săn bắn Nhạc Phàm đã tiến bộ, dựa vào săn bắn cũng có nhiều cơ hội kiếm tiền. Hắn đã không phải lo lắng từng miếng ăn, đời sống tuy còn đơn sơ, nhưng hiện tại còn đưa củi cho Tô Ký Trà Lâu, có thể thấy là cuộc sống đã khá hơn nhiều. Huống chi tấm da hắc hùng to lớn hoàn chỉnh này đâu phải tầm thường, người trong nghề cũng khó mà có được. Do đó Nhạc Phàm lạnh lùng nói: "Đã như vậy, từ giờ về sau ta không đến đây nữa." Rồi không thèm chú ý đến vẻ lắp bắp của tiễn trưởng quầy, Nhạc Phàm không nói lời nào nữa, đưa tay nhấc tấm da gấu, kéo Tiểu Nhã bỏ đi. Thấy Nhạc Phàm bỏ đi, tiễn trưởng quầy vội bước lên trước nói: "Phàm tiểu huynh đệ, có thể thương tuyết mà. Mặc dù gia thú hiện nay không có giá, nhưng thấy chúng ta giao tình lâu năm, ta tuyệt đối không xử tệ với người đâu." Nhạc Phàm trong lòng cười lạnh: "Giao tình." Rồi hắn quay người nhìn tiễn trưởng quầy, nhạt giọng nói: "Người trước đây lừa ta, ta đều biết cả. Lúc đó ta không thể làm gì khác được." Đột nhiên ngữ khí chuyển sang lạnh lùng: "Nhưng ngày này ta không muốn bán nữa." Nói xong hắn kéo Tiểu Nhã đi ra cửa. Tiễn trưởng quầy sắc mặt trở nên khó coi, vừa xanh vừa đỏ. Biết sự việc không thể kêu vãn được nữa nên quay ra phòng ngoài quát lớn: "Giữ chúng lại!" Nhạc Phàm và Tiểu Nhã vừa ra đến cửa nội viện, đột nhiên có một đám người mặc hắc y xông tới. Đám người này chính là do tiễn trưởng quầy dùng tiền thuê làm hộ viện của Kỳ Dị Trai. Đám hắc y nhân rất cao lớn, tổng cộng có 12 tên vây Nhạc Phàm vào giữa. Chúng chạy quanh thu hẹp phạm vi bao vây lại, không cho Nhạc Phàm một cơ hội đào thoát nào. Thấy trận thế như vậy,
Nhạc Phàm tâm lý bình tĩnh dị thường, vì chỉ có bình tĩnh mới có thể định liệu tốt được. Che Tiểu Nhã ở phía sau, hắn quay về phía Tiễn trưởng quầy lạnh lùng nói: "Như vậy là có ý gì?" Tiễn trưởng quầy vừa tính nói thì phía hậu đường truyền lại một âm thanh chói tai: "Không có gì, chỉ muốn ngươi để lại tấm da hắc hùng đó lại thôi." Giọng nói vừa dứt, từ hậu đường xuất hiện một nam tử mình mặc bạch y, ăn vận diêm dúa, thân người cao, mỏ nhọn, mắt hí, mặt mày son phấn như đàn bà. Thấy nam tử đó xuất hiện, Tiễn trưởng quầy cùng đám người kia hướng tới hắn cùng kính nói: "Nhị thiếu gia." Rồi Tiễn trưởng quầy vội đến trước mặt hắn cười nịnh nọt: "Hầy, nhị thiếu gia, thuộc hạ nguyên là muốn..." Đang nói, liền bị mục quang băng lãnh của nam tử đó làm nín bặt, nên Tiễn trưởng quầy xấu hổ đứng qua một bên, tuyệt không còn cái ngạo khí lúc nói chuyện với Nhạc Phàm. Vị nhị thiếu gia này là nhị công tử của đại gia giàu có nhất Giang Nam Triệu Thiên Kim, tên là Triệu Thiên Hoa. Triệu Thiên Kim là địa chủ lớn nhất khu vực Giang Nam, là người gian hoạt lão luyện, làm việc bất chấp thủ đoạn, quen biết với bọn quan lại xấu xa, nên hiện tại đã là bá chủ giàu nhất một phương. Triệu gia nhị công tử từ nhỏ đã được nuông chiều, hơn nữa mọi thứ hắn sử dụng đều có giá trị liên thành, nên những thứ tầm thường hắn không thèm để mắt. Hôm nay chỉ ghé qua kỳ dị trai xem xét, không nghĩ là sẽ thấy Nhạc Phàm bán tấm da hắc hùng. Nếu chỉ là da hắc hùng bình thường thì Triệu Thiên Hoa đã không để ý, nhưng đây là loại hắc hùng cực kỳ chân quý, hơn nữa trên da không có một vết hư hại nào, làm cho giá trị của nó tăng lên nhiều lần. Mặc dù Triệu Thiên Hoa rất thích tấm da đó, nhưng hắn khinh thường không thèm tiếp xúc với người miền sơn dã, nên thông qua Tiễn trưởng quầy mà mua bán. Nguyên là Triệu Thiên Hoa nghĩ là chỉ cần mua, không để ý là bao nhiêu tiền. Nhưng không ngờ là Tiễn trưởng quầy quen thói ép giá đã làm Nhạc Phàm tức giận, khiến cho hắn không muốn bán nữa. Triệu Thiên Hoa trừng mắt nhìn Tiễn trưởng quầy, rồi không để ý đến hắn, quay ra nói với Nhạc Phàm: "Ta muốn tấm da hắc hùng này, ngươi ra giá đi." Triệu Thiên Hoa nói giọng rất chói tai, làm cho Nhạc Phàm thấy phản cảm vô cùng, nên hắn nhăn mày nói: "Ta nói rồi, ta không muốn bán." "Ngươi không cần tỏ vẻ tỏ mặt như thế. Ta thấy vật này quả thật là khó kiếm. Hôm nay không quản ngươi muốn bán hay không, ta cũng muốn có nó." Triệu Thiên Hoa bị một đứa nhỏ từ chối nên cực kỳ tức giận. Nhạc Phàm thấy vậy, biết là hôm nay khó mà tốt được, nên nói nhỏ với Tiểu Nhã: "Ôm chặt huynh nhé." Nói xong kéo hai tay Tiểu Nhã ôm chặt cổ hắn. Không biểu hiện dấu hiệu nào, Nhạc Phàm đột nhiên tiến đến sát tên hắc y ở gần cửa viện, động tác cực nhanh làm cho hắn không kịp phản ứng, tung một cước đá hắn bay ra sau nằm trên mặt đất khóc giống lên. Tiền hạ thủ vi cường, kinh nghiệm nhiều năm săn bắn khiến cho Nhạc Phàm tuy nhỏ tuổi nhưng hiểu rất rõ đạo lý này. Thừa dịp tên hắc y hộ viện không chặn đường, hắn quyết định trước tiên giải quyết phần trước cửa, lúc đó mới có hy vọng chạy thoát. Nhưng đám hộ viện này được Tiễn trưởng quầy dùng tiền thuê về, dù không phải là giang hồ nhất lưu nhưng đối phó với những người thường thì dư sức. Tên hắc y bên cạnh vội phản ứng, liền giơ mộc côn hướng tới Tiểu Nhã ở sau lưng Nhạc Phàm mà đánh tới. Vì không muốn Tiểu Nhã bị thương, Nhạc Phàm bất đắc dĩ không chạy đến cửa mà chuyển thân sang một bên. Đợi mộc côn tiến đến đã hết lực, tiến lên một bước, dụng lực nắm mộc côn rồi giật mạnh. Tên hắc y đó không nghĩ lực khí của Nhạc Phàm lại mạnh đến thế. Trong lúc sửng sốt, hạ âm yếu hại đã bị đá trúng, nằm lăn lộn trên đất. Vì Nhạc Phàm bị hắn làm chừng lại, nên đám hắc y nhân đó có cơ hội xông tới. So với vừa rồi càng thêm khó khăn, xem ra lần này hắn muốn đột vây có lẽ sẽ không dễ dàng. Thấy hai thủ hạ của mình bị thương, Tiễn trưởng quầy phẫn nộ dị thường nói: "Số tiểu tử, ngươi dám xuất thủ đả thương người, thật không có vương pháp mà." Nhưng mà Nhạc Phàm hừ lạnh một tiếng khinh thường, không thèm chú ý mà cảnh giác tình huống xung quanh. Tình huống như vậy, nếu không phản kháng thì để bọn chúng đánh trò à? Triệu Thiên Hoa thấy Nhạc Phàm không biết điều, nhăn mày tức giận quát: "Số tiểu tử, ngươi nếu để tấm da hắc hùng đó lại rồi cú đầu nhận lỗi thì ta để ngươi đi, còn nếu không biết điều thì cứ chờ bị trừng phạt đó." Nhạc Phàm đứng giữa viện, mộc côn chắn ngang ngực, thân hình gầy gò nhưng dáng vẻ kiên cường. Tiểu Nhã ôm sát sau lưng hắn, trong lòng không chút sợ hãi. Nhìn quanh một vòng, Nhạc Phàm lạnh lùng nói: "Ta quyết không khuất phục." Vừa dứt lời, hắn liền hướng về phía cửa viện mà phóng đi. Nội viện kỳ dị trai trở nên hỗn loạn. Một đám hắc kỳ nhân vây quanh một thiếu niên, chúng không ngừng di chuyển, thỉnh thoảng lại tiến lên tập kích nhằm đánh ngã thiếu niên. Nhưng thiếu niên sau lưng cõng một tiểu nữ hài luôn biến hóa phương vị, một tay không ngừng múa một côn, không để bọn hắc kỳ nhân tiếp cận được mình. Nhạc Phàm không phải là không có kinh nghiệm bị vây khốn. Năm đó hắn bị đàn sói bao vây cũng đột phá mà chạy. Nhưng lúc này thì khác,
Không chỉ là có Tiểu Nhã bên cạnh cần bảo vệ, bó buộc tay chân, ảnh hưởng rất lớn đến sự linh hoạt của bản thân. Hơn nữa, đám người này khác với dã thú, đối phó với bọn họ cũng không thể cố sống cố chết. Dẫu sao, Nhạc Phàm cũng chỉ là một thợ săn bình thường. Ngồi tại chánh đường, Triệu Thiên Hoa đang hứng thú nhìn tất cả, thỉnh thoảng lại đưa chung trà lên nhấp một ngụm. Ngược lại, Tiễn trưởng quầy bên cạnh đang nóng ruột vô cùng. Thấy đám hộ viện bị thương nằm dưới đất thì càng thương xót. Đương nhiên, Tiễn trưởng quầy chẳng thương xót gì bọn chúng, nhưng thương xót tiền của hắn. Không chỉ là những thứ bị hư hại, mà còn tiền mời đại phu đến chữa trị cho bọn thủ hạ bị thương. Mẹ nó, không nghĩ là số tiểu tử có khả năng này. Ta thảm rồi. Ôi, coi kìa, ôi. Tiễn trưởng quầy mặt trắng bệch, trong lòng than khổ một hồi. Thấy vẻ mặt của Tiễn trưởng quầy như vậy, Triệu Thiên Hoa đương nhiên biết trong lòng hắn nghĩ gì, nên mới nói. Lão Tiễn, chỉ cần lấy được vật vào tay, người sẽ được đền bù xứng đáng. Nghe nhị thiếu gia hứa hẹn, Tiễn trưởng quầy nở mày vui vẻ, quay ra nói với đám hộ viện. Ai bắt được số tiểu tử này, thưởng 200 bạc, các người tỏ chút hữu dụng coi nào. Có trọng thưởng thì tất có dũng cảm thực hiện. Lời nói của Tiễn trưởng quầy quả nhiên có hiệu quả. Hơn 10 hộ viện nghe thấy liền phấn chấn, cố nén đau đớn bản thân, nhất tề nhắm hướng Nhạc Phàm phóng đến. Nhạc Phàm liền cảm thấy áp lực gia tăng, thân thể không ngừng chuyển động, mộc côn trong tay múa càng nhanh, nhất thời côn nảnh đầy trời, khiến bọn chúng không thể lại gần. Nhưng điều này làm thể lực Nhạc Phàm tiêu hao nhanh chóng, duy trì được một lúc thì hai tay hai chân trở nên nặng nề, ngực thở phập phồng, hô hấp càng nhanh, mồ hôi rơi xuống như mưa. Nhạc Phàm tự nhủ, xem ra duy trì không được lâu, phải tốc chiến tốc thắng. Cẩm Tặc Tiên Cẩm Vương, trước tiên phải bắt tên chủ để còn thương thuyết. Đột nhiên côn thức biến đổi, không còn phòng thủ mà chuyển qua công kích đơn giản, nhưng tốc độ nhanh nhẹn vô cùng, mỗi côn đều nhanh hơn trước vài phần. Không còn mộc côn phòng thủ, còn không để Tiểu Nhã bị thương, nên Nhạc Phàm chỉ còn có thể lấy tay và thân mình che chở cho Tiểu Nhã. Trong chốc lát, Nhạc Phàm đã bị đánh trúng vài cái, đầu bị đả thương, máu chảy trên mặt xuống làm đỏ cả ngực áo, khiến cho hắn có vẻ dữ tợn. Tiểu Nhã mở to mắt, hoảng sợ nhìn bốn phía, chỉ có thể bám chặt sau lưng Nhạc Phàm. Nhạc Phàm mặc dù bị thương, nhưng công kích cũng có hiệu quả rõ ràng. Do đám hộ viện này sợ bọn họ chạy thoát, nên hầu hết tập trung ở cửa viện. Trong sân viện chỉ có 3-4 tên, nên lực công kích của Nhạc Phàm chỉ tác động tới mấy tên này. Chúng còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị Nhạc Phàm đánh ngã hết. Bức tường người trước mặt đã mở, thừa dịp bọn chúng chưa xông lên, Nhạc Phàm chân trái dụng lực dậm mạnh, nhảy khỏi vòng vây, cầm mộc côn phóng về phía Triệu Thiên Hoa đang ở trong nhà. Biến hóa bất ngờ này khiến cho Triệu Thiên Hoa và Tiễn trưởng quầy hoảng loạn, toàn muốn chạy trốn. Tiễn trưởng quầy không ngừng lui về phía sau, nhưng Triệu Thiên Hoa đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, khôi phục lại thần sắc như cũ, hơn nữa ánh mắt còn tràn đầy vẻ tiêu ý đùa cợt. Đang phóng đến, Nhạc Phàm thấy biểu tình biến hóa của Triệu Thiên Hoa đột nhiên sinh ra cảnh giác, phảng phất như cảm giác đã bị dã thú theo dõi. Lúc mới tiến vào kỳ dị trai, Nhạc Phàm bằng trực giác mẫn tuệ của thợ săn đã phát hiện như có người quan sát hắn, nhưng lại không thấy có gì dị thường. Điều này khiến Nhạc Phàm cảm thấy bất an, cho nên đã sớm muốn bỏ đi. Chỉ còn cách Triệu Thiên Hoa một bước, cảm giác bất an càng mạnh, khiến cho Nhạc Phàm thay đổi quyết định, chân phải phía trước dụng lực đạp mạnh, thân hình nhanh chóng quay ngược lại, đột nhiên nhằm Tiễn trưởng quầy mà phóng đến, suýt nữa làm cho Tiểu Nhã bị văng ra. Dù vậy, cảm giác bất an vẫn không biến mất. Thói quen khiến hắn quay đầu lại, chợt kinh hãi. Một đạo bạch khí nhỏ dài đang bắn tới, nháy mắt đã tới trước mặt, mà mục tiêu đúng là Tiểu Nhã. Biến hóa bất ngờ làm Nhạc Phàm lạnh đến dựng lông tóc. Bằng trực giác của thợ săn, hắn có thể khẳng định, nếu như bị đạo bạch khí đó đả trúng, Tiểu Nhã nhất định sẽ chết. Do đó Nhạc Phàm không hề tiếc, vội đưa tay nắm lấy bộ da hắc hùng trên vai, dụng lực hướng tới đạo bạch khí đó mà chống lại. Bình, một âm thanh vang lên, bộ da trong nháy mắt đã bị chấn thành nhiều mảnh bay tứ tán. Cùng lúc Nhạc Phàm bị chấn bay về phía sau, vừa vặn rơi xuống trước mặt Tiễn trưởng quầy, miệng thổ máu tươi, tay trái bị thương, máu chảy ròng ròng. Đã học qua y thuật, Nhạc Phàm tự biết kinh mạch tay trái đã bị chấn đứt, hơn nữa hiện tại nội phủ cũng bị chấn thương. Nhưng lúc này không thể quỵ ngã, Nhạc Phàm cố nén đau, xoay người đứng dậy. Tiểu Nhã bị đè cũng kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hai tay hai chân vẫn ôm cứng Nhạc Phàm. Thấy Nhạc Phàm toàn thân dính máu, mặt mày dữ tợn đứng ngay trước mặt, Tiễn trưởng quầy vạn phần hoảng sợ, muốn chạy nhưng khí lực toàn thân như cạn kiệt, hai chân không ngừng run rẩy. Nhạc Phàm thừa cơ hội ngay lập tức chuyển ra sau lưng Tiễn trưởng quầy, vứt bỏ mộc côn, giơ tay phải bóp chặt ít hầu của Tiễn trưởng quầy mà hung hăng nói: "Các ngươi không được bước lên, nếu không ta bẻ gãy cổ hắn." Quả nhiên, nội viện trở nên im lặng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng máu từ tay trái Nhạc Phàm rơi trên mặt đất.
Các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đi hết tập 1 của bộ tiên hiệp rất hay Thương Thiên của tác giả Tử Mộc Vạn Quân. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2.